Xin chào các bạn, quay trở lại với Vlog đi thôi. Chúng tôi đang có mặt tại Hòn Móng Tay, một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất của Phú Quốc. Nào, hãy cùng đi thôi. Đây là những bạn đang chơi lướt sóng. Ta biết bên phát biểu cảm nghĩ của anh khi mà ra hòn đảo này. Phải nói là đây là một trong những hòn đảo mà mình thấy là hoang sơ nhất và đẹp nhất của Phú Quốc và kể cả của Việt Nam nữa, bởi vì là thực sự đến đây thì ngoài chúng tôi ra thì không có một ai trên một hòn đảo này. Tất nhiên bình thường thì cũng sẽ có những người khách du lịch ra đây, nhưng mà hiện tại thì không có ai cả. Và chúng tôi giống như là lạc vào một hoang đảo và cả hòn đảo này là của chúng tôi. Tuân què chân cuối cùng đã leo lượt lên đỉnh. Oh yeah. Quá sức là đẹp. Thôi, mình nói gì đi nhỉ? Từ. Ồ, đẹp quá ha. Sử dụng Mandip vậy anh Phương? Dạ. Mandip Việt Nam. Nước. Mang to. Chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để lái cano từ thị trấn Dương Đông Phú Quốc đến Hòn Móng Tay. Nhưng mà các bạn thấy một tiếng đồng hồ hoàn toàn xứng đáng, bởi vì chúng tôi đang đứng ở đây với màu cát trắng mịn như mây trời và màu nước xanh lơ màu ngọc bích. Và thực ra thì trên con đường mà chúng tôi đến đây, chúng tôi có ghé Hòn Thơm để mua một số đồ nước, để như là nước, thức ăn. Thì các bạn, nếu các bạn có gì thì các bạn có thể ghé Hòn Thơm, là một trong cái khu dân cư với những cái khu chợ nổi trên biển và có những cái tàu mà họ bán đá nè, bán thực phẩm, bán nước và bán rất nhiều thứ. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Các bạn nhớ mua, để tại vì ra đây là không có một cái gì hết, nên là các bạn nên mua nước và những cái thức ăn. Nếu mà các bạn đi qua trưa thì ở đây các bạn có thể ăn trưa, và nhớ ăn trưa thì phải chọn dọn rác cho nó.
Mấy cái kẹp nhiều. Nhưng nó nhỏ nó lại nó bỏ bắn. Nó thập tay bị đâm rồi. Nó nhẹ nó bị đâm. Quá. Làm gương mặt hơn hay gì, các bạn có bị kích thích không hả? Không. Nghe đồn cái cháu chưa thấy nhum. Nè nhum nè, nhum là cái đèn nghe nè thấy không? À, đây là nhum. Đây là nhum nè, hồi nãy là người ta làm nhum rồi để nấu cháo đó. Đổ hết mấy lít máu đây đó nè. Mấy lít máu ở trong này vậy? Mấy lít? Tôi không biết. Tại vì bắt nhum chọn cả máu. Thế là em mấy lít máu? 8 lít. 8 lít. Tiên cạnh luôn. Ê, rồi, chén anh em mình quốc ha. Cháo cho anh em. Đây là cháo tiêu tiêu. Sau đây tôi sẽ quan hệ các bạn ăn cháo nhung theo cách hương giả mà vlog mình vừa mới. Đầu tiên trước khi ăn các bạn cần cắt rất một hạt tiêu. Tiêu Trung Quốc. Tiêu này là được chỉ một hạt thôi. Trong một Phú Quốc và xay tại những món cháo này. Đó, đây là tiêu. Tiêu càng nhiều thì càng cay các bạn. Đó, sau đó các bạn quấn tiêu lên. Đây là cháo nhung. Cháo VIP đang ăn cháo nhung. Ngon không cháo VIP? Siêu ngon. Em bỏ kia vô đi. Mình hàng ngon rồi. Bò. Mọi người đang ăn cháo nhung ở đây. Cái hòn này hòn gì Khoa? Hòn bún rút. Mây rút. Đây là hòn mây rút. Mây rút chứ không phải là mắm rút hay là móng rút nha các bạn. Mây rút trong luôn. Không cần đây mà ngon quá. Nói chung là nhung đây là quá tuyệt vời luôn. Chúng tôi đã được anh Khoa, anh Lộ lên chung nhận ra đây.